Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha, nơi mà các bạn có thể cập nhật được những mô hình và cây trồng tại miền Tây nha các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay mình sẽ quay cho các bạn cùng xem đó là mô hình trồng cây rau muống nha các bạn ha. Và sẽ chia sẻ cho các bạn là cái mẹo mà trồng cây rau muống mà nó mau phát triển và đạt được cái năng suất nha các bạn. Thì ở đây mình đang quay cho các bạn xem là cái vườn rau muống con nha các bạn ha. Thì mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình á để cho các bạn cùng biết ha. Thì ở đây á mình lên clip lên đều nha các bạn. Đây các bạn, mình xem thử đất của mình ở đây á là mình chọn là đất thịt nha các bạn ha. Thì cái cây rau muống này á thì nó thích hợp với rất nhiều loại đất và nó không có kén đất luôn nha các bạn. Đất càng trũng thì nó cũng sống được nè các bạn, và đất cao nó cũng sống được. Nói chung là sống được với mọi cái môi trường đất nha các bạn ha. Quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Thì ở đây là mình trồng rau muống bằng hạt nha các bạn. Để mình quay kỹ cho các bạn xem ha. Thì mình đã lên clip từng luống các bạn, để cho mình tiện để mình đi thu hoạch các bạn ha. Thì cái này là mình trồng bằng hạt giống các bạn. Hạt giống mình mua về là mình phải ngâm với nước ấm nha các bạn. Thì tầm khoảng là 30 đến 40 độ C đến khi mà cho nó khoảng là 5 đến 6 tiếng các bạn, xong rồi mình đi ủ các bạn. Ủ xong rồi cái mình mới rải lên các luống mà mình trồng các bạn, thì nó sẽ đạt cái hiệu quả là cao nhất nha. Nếu như bạn nào trồng kinh doanh á thì bạn nên làm theo cái cách của mình ha. Còn đây là cái đám rau muống con các bạn, thì mình xả trước nè các bạn. Để mình quay cho các bạn xem ha, nhìn rất là non và tốt ha. Thì các bạn mà trồng cái này thì chắc chắn là mình phải sử dụng thuốc các bạn. Nếu mà các bạn muốn nhanh á thì cho dùng các vật tư nông nghiệp thì nó có là thuốc là tăng trưởng các bạn. Thì người dân thì người ta kinh doanh mà dạng như nhiều thì người ta hay dùng cái loại thuốc mà tăng trưởng để cho nó vượt nhanh các bạn, là người ta ở bán ngoài thị trường các bạn. Còn nếu mà trồng ở rau sạch á thì mình không có dùng cái thuốc đó được. Tại vì khi mà vô mà các khu vườn mà rau sạch á thì người ta sẽ kiểm duyệt rất là kỹ. Ở đây là khu vườn trồng rau sạch nha các bạn ha, không có sử dụng là thuốc dược nha. Thuốc dược á dành cho những cái quy mô lớn là mà kiểu như là ta bán chợ các bạn. Ở đây mà mình sẽ đi quay nhiều cái mô hình cho các bạn xem ha. Mình sẽ quay cảnh quê mình cho các bạn xem nè. Mọi người nhìn rất là đẹp ha, cái vườn rau muống này mình đã lên clip là từng luống hết các bạn, và mình chia nó là khoảng cách hết. Thì muốn mà thu hoạch cái vườn rau muống này thì nó tầm khoảng là 4 tầng đến 6 tầng nha các bạn, thì cũng tùy thôi. Đây các bạn, thì cái này là khoảng là 3 tầng rồi nè các bạn. Khoảng là 1 tầng nữa là mình có thể là thu hoạch trên cái cây rau muống này nha. Thì cái cây rau muống này thì nó không có cần bón phân nhiều đâu các bạn. Nó chỉ cần là ure thôi các bạn, với lân thôi. Nên là chú ý là mình tưới nước đều thì nó sẽ lên ngay các bạn ha. Và trong cái phần mà cái khâu mà quan trọng á, khi mà các bạn gieo á thì các bạn nên ủ rơm và tưới nước một ngày là 3 lần á, thì để cho nó có cái độ ẩm á thì nó sẽ phát triển nó ok hơn nha các bạn ha. Đó, thì đây là kinh nghiệm của mình các bạn. Thì bạn nào mà đang xem video á thì bên dưới có nút đăng ký á, thì các bạn bấm nút đăng ký giúp mình nha, để mình có động lực mình ra những cái video tương tự cho các bạn cùng xem á, về cái mảng mà làm vườn hai các bạn ha. Và ở bên phía tay trái có nút like các bạn bấm cho mình luôn ha, để video này được ăn đầy sức nha các bạn. Thì ở đây mình đang quay cho các bạn xem nè, rau muống rất là tươi các bạn. Và rau muống này là rau muống sạch nha các bạn, và trồng trên cái nền đất cao. Còn ở trên, còn nếu mà ở dưới cái nền đất thấp thì trồng vẫn được. Đây mình quay cái lón này là người ta đã thu hoạch rồi nè các bạn. Cái lón này là được 6 tầng rồi các bạn. Thì nó cao là khoảng là 0,30 đến 40cm ha các bạn ha. Thì cái rau muống này là ở đây là chủ vườn là mình là nhổ tận gốc luôn các bạn và bán luôn. Còn nếu như mà các bạn mà kinh doanh mà thấy kiểu như mà cái ruộng nước á, thì các bạn có thể là cắt ngang, và cắt ngang ở đây là chừa khoảng là 0,3cm ha, để cho nó có giữ cái lượng đạm mà gốc á thì nó sẽ mọc lên. Thì cái rau muống này á thì các bạn có thể là ăn được là khoảng là 5 lần, nếu như mà các bạn bón phân đầy đủ ha, là trên cái dùng là
cái điều kiện là đất ở dưới mặt nước là đất đất ruộng mình các bạn, để mình dành cho các bạn xem ha. Còn đây là đất nền nha các bạn ha. Đất nền thì các bạn là nên nhổ luôn luôn các bạn, nhổ luôn và bán luôn. Ở đây là trồng quy mô đất sạch nên mình phải là nhổ hết cây các bạn để giao cho cái nơi mà sản xuất rau sạch á, thì vô đó thì có người á là người ta sẽ lựa, ví dụ như một bó như vậy á là ở ngoài thị trường á là người ta bán là 4.000 phải không, còn nếu mà vô rau sạch thì nó khoảng là mười mấy đến 20.000 nha các bạn. Đó. Ở mình quay sơ cho các bạn nè, ở đây là trồng trên đất nền luôn các bạn, là chủ yếu là đất thịt mình á, xong đó là mình bón phân ure và mình tưới nước thôi. Thời gian đầu thì mình nên tưới nước thường xuyên á để nó tốt hơn nha các bạn. Mình quay sơ cho bạn xem nè. Thì cái lón này thì mình chủ yếu là mình quay ở trên cái đất nền cho các bạn xem ha. Còn mà đất ruộng thì ở nếu như ở này mình đang quay ở đây là ở là miền Tây nha các bạn. Còn nếu mà ở trên Sài Gòn mà giống như cái những cái huyện như Hóc Môn các bạn là người ta trồng rau muống ở dưới ruộng các bạn, và người ta có cái máy cắt á và người ta cắt thôi. Đây mình chặt ra cho các bạn xem nè, đất này là đất nền nè, ở trên có phủ một lớp rơm mục nè. Đây là nhìn rất là tươi các bạn ha. Đó thì mình cũng chia sẻ cho các bạn một số mẹo nếu mà bạn nào mà kinh doanh á, kinh doanh mà dạng như mà muốn nhanh gọn lẹ thì có thuốc nha. Khi cái lỗ rau muống này á đúng ra thì nó nếu mà muốn nhanh gọn lẹ thì xịt thuốc rất là nhiều các bạn. Thì nếu như mà các bạn nào mà ở ngoài chợ á, thì các bạn nên là ngâm chín nước muối lại trước khi sử dụng ha. Thường thường là người ta dùng để làm rau luộc này các bạn, rồi rau sống để dụ như ăn các món như là bún riêu các bạn, là hay có những loại cái rau muống này các bạn. Quay sơ sơ cho các bạn xem nè. Thì hôm nay thì mình biết những gì á về cái mảng làm vườn của mình á, thì mình chia sẻ cho các bạn á, thì mong rằng là các bạn ủng hộ mình ha. Bước một cộng cho các bạn xem để kênh mình phát triển nha các bạn ha. Thì kênh của mình á hiện tại là làm về chủ đề là mảng làm vườn á, thì mình quay rất là nhiều loại mô hình. Nếu mà các bạn mà like cái video này nhiều á thì mình sẽ ra về cái chủ đề này nhiều ha. Còn nếu mà ít like quá thì mình sẽ quay những cái loại cây khác. Nó là vậy, theo cái tiêu chí của mình là vậy nha các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ quay qua một lón cái vườn rau muống này nè để cho các bạn biết cách lên clip như thế nào á và cách trồng như thế nào để các bạn phát triển về cái mảng làm vườn ha. Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Thì mình đây nãy giờ mình nói cũng chia sẻ với các bạn nhiều rồi đó. Giờ trồng rau muống thì cũng rất là đơn giản, thì chủ yếu là các bạn chọn giống và chọn đất thôi, tùy theo cái loại đất mà các bạn chọn và các bạn chọn giống ha. Và các bạn lên clip và các bạn tưới phân đều vô. Thì video mình quay tới đây thôi nha các bạn, rồi mình chào tạm biệt các bạn ha, và chúc các bạn là bất